Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Trong tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về đoạn trích hồn chương 3 ra hàng thịt với màn đối thoại giữa hồn chương 3 và xác hàng thịt. Còn trong buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu màn đối thoại giữa hồn chương 3 và người thân, màn đối thoại giữa hồn chương 3 và đế thích cũng như phần kết của tác phẩm. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu màn đối thoại giữa hồn chương 3 và người thân. Để tìm hiểu phần này, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ những câu hỏi như sau. Thứ nhất, trước sự biến đổi của chương 3, phản ứng của vợ chương 3 ra sao và nguyên nhân là gì? Tiếp theo, phản ứng của con dâu ra sao, nguyên nhân là gì? Và người thứ ba là đứa cháu gái, phản ứng của nó ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân của phản ứng này. Đồng thời, chúng ta cùng tìm hiểu trước phản ứng của người thân, tâm trạng của chương 3 ra sao và nguyên nhân. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phản ứng của người thân. Chúng ta thấy người vợ là người có phản ứng rõ rệt nhất. Bà buồn bã, đau khổ, thậm chí còn muốn chết đi. Khi không tìm được giải pháp, bà muốn bỏ đi một nơi thật xa và nhường chồng mình cho cô hàng thịt. Nguyên nhân của điều này là bà nhận thấy sự thay đổi của chồng và đau cảnh trước cảnh chồng chung. Bây giờ, người chồng của bà không phải của riêng bà nữa mà một nửa thời gian chương 3 phải sống với cả cô hàng thịt. Đó là một tình cảnh vô cùng đau buồn đối với người vợ đã chung thủy suốt đời theo ông. Bà đã từng nói, ông bây giờ còn biết đến ai nữa? Tôi sẽ đi biệt để ông được thảnh thơi với cô hàng thịt. Ông đâu còn là ông nữa. Người thứ hai, đó chính là cô con dâu. Sau khi người vợ xuất hiện nói những lời vô cùng đau buồn ấy, thì cô con dâu vô tình nghe thấy. Và trái với cả sự buồn bã, đau khổ của người vợ, thì cô con dâu tỏ thái độ thông cảm và xót thương cho chương 3. Nó thể hiện cô là người rất thấu hiểu sự việc, nhưng cô cũng đau lòng nhận ra thấy bố chồng của mình ngày càng một khác đi, một thay đổi mà không thể làm gì được. Cô đã nói, con sợ lắm bởi con cảm thấy đau đớn thấy mỗi ngày thầy một đổi khác đi, mất mát dần, tất cả cứ như lệch lạc, nhòa mờ dần đi, đến nỗi có lúc chính con cũng không nhận ra thầy nữa. Người thứ ba, và đây là người có thái độ gay gắt nhất, chính là đứa cháu gái. Trước sự thay đổi của chương 3, đứa cháu gái này quyết liệt và dữ dội không nhận chương 3 là ông mình, thậm chí có lúc lại còn mắng chửi cả chương 3. Nó thể hiện một tâm hồn tuổi thơ trong sạch, không chấp nhận sự dung tục từ chương 3. Khi chương 3 muốn gần nó đã quát lên, ông nội tôi chết rồi. Nếu ông nội tôi hiện về được, hồn ông nội tôi sẽ bóp cổ ông. Lúc ông chiết cây cam, bàn tay giết lợn của ông đã làm gãy tiệt cái chồi non. Chân ông to bè như cái xẻng, dẫm lên lát cả cây sâm quý mới ươm. Ông nội của tôi đời nào thô lỗ phũ phàng như vậy. Trước tất cả phản ứng của người thân, chương 3 đã thể hiện tâm trạng vô cùng đau buồn. Đầu tiên, ông có vẻ mặt thẫn thờ, lặng ngắt như tảng đá khi nghe vợ nói. Cử chỉ của ông ôm đầu vô cùng đau khổ. Cử chỉ này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đoạn trích này, thể hiện sự bất lực của chương 3. Rồi đến lúc mà được nói, nhất là lời nói với con dâu, thì giọng điệu của ông cũng chỉ là giọng điệu nhẫn nhục, cầu cứu. Tất cả điều đó chứng tỏ ông vô cùng đau đớn, nhưng lại bế tắc không biết làm gì. Và nguyên nhân, ông hiểu được những gì mình đã, đang và sẽ làm cho người thân là rất tệ hại. Nhưng đây là điều ông không muốn. Tuy vậy, dù không muốn thì ông vẫn không thể làm thế nào để có thể thay đổi được nó. Tất cả đã rơi vào bế tắc và bất lực. Từ đây chúng ta thử so sánh tâm trạng và thái độ của chương 3 ở phần kết màn đối thoại với xác hàng thịt. Chúng ta sẽ thấy là màn đối thoại với xác hàng thịt thì ông thể hiện sự tuyệt vọng, bất lực, cam chịu,
chấp nhận sống chung với cái xác hàng thịt, dung tục. Còn đến khi đối thoại với người thân, ông vô cùng đau đớn, song kiên quyết, dứt khoát không chịu sống chung với xác hàng thịt dung tục nữa. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, tác phẩm đã xây dựng rất nhiều các bi kịch. Và đỉnh điểm của bi kịch chính là nhân vật không thỏa hiệp mà đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt. Vẻ đẹp, tâm hồn cao quý của người lao động trong cuộc đấu tranh với cái dung tục đã tự hoàn thiện mình đã được tác giả thể hiện ở đây vô cùng sâu sắc. Từ đấy thì hồn chương 3 đã đi đến màn độc thoại nội tâm cuối cùng. Màn độc thoại nội tâm này thể hiện rõ quyết định của chương 3 không chịu sống chung với xác hàng thịt. Màn đối thoại ấy thể hiện bằng một loạt những câu hỏi mang tính tự vấn. Nhưng lẽ nào ta lại chịu thua mày, khuất phục mày và tự đánh mất mình? Nhưng có thật là không còn cách nào khác không? Câu hỏi này bộc lộ thái độ quyết liệt trong tranh đấu của tác giả. Để cuối cùng, chương 3 đi đến sự khẳng định dứt khoát. Không cần cái đời sống do mày mang lại, không cần. Câu nói này với rất nhiều các từ phủ định không thể hiện sự quyết định không chung sống với thể xác dung tục của hàng thịt. Từ đấy thì chương 3 đã cầu xin gặp Đế Thích. Chúng ta tìm hiểu tiếp theo màn đối thoại với Đế Thích. Ở đây để tìm hiểu phần này, chúng ta hãy cùng suy nghĩ, chỉ ra sự khác nhau trong quan niệm của chương 3 và Đế Thích về ý nghĩa sự sống. Chúng ta thấy khi đối thoại, hai người đã bộc lộ những quan niệm của mình về sự sống. Quan niệm của Đế Thích và chương 3 khác hẳn nhau. Nếu mà Đế Thích khuyên chương 3 chấp nhận vì thế giới vốn không toàn vẹn, dưới đất trên trời đều thế cả, thì quan niệm của chương 3 lại cho rằng không chấp nhận cái cảnh phải sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo. Chương 3 muốn được là mình một cách toàn vẹn. Như vậy chúng ta thấy Đế Thích quả thật có cái nhìn quan liêu hời hợt về cuộc sống con người nói chung và với chương 3 nói riêng. Còn quan niệm của chương 3 là con người đã từng trải qua bi kịch và hiểu rõ được ý nghĩa quan trọng nhất của sự sống, sống phải được là chính mình. Vì thế chương 3 cương quyết từ chối. Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được, tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Và chương 3 đã từng nói, sống nhờ vào đồ đạc của cải của người khác đã là chuyện không nên. Đằng này, đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết. Ta thấy những câu nói của chương 3 thể hiện những triết lý sâu sắc. Thứ nhất, nó cho thấy con người là một thể thống nhất, hồn và xác phải hài hòa với nhau. Thứ hai, khi sống nhờ, sống gửi thì cuộc sống ấy thật vô nghĩa. Và thứ ba, lòng tốt hời hợt, ở đây chỉ lòng tốt của Đế Thích, nhưng chỉ lòng tốt hời hợt thôi, thì nó có thể đẩy người khác vào nghịch cảnh, vào bi kịch. Và thứ tư, những lời nói của chương 3 thể hiện một khát vọng mãnh liệt của con người trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại sự dung tục, giả tạo để bảo vệ quyền được sống toàn vẹn, hợp với lẽ tự nhiên cùng sự hoàn thiện nhân cách. Khi nghe những lời đó, Đế Thích tiếp tục muốn sửa sai bằng cách khác là cho hồn chương 3 nhập vào xác cu tị. Điều này nghe thì cũng hợp lý. Thế nhưng mà chương 3 lúc đó đã hình dung ra ngay một cuộc sống tiếp tục trong thân xác trẻ con với bao rắc rối phiền lụy. Và cuối cùng chương 3 đi đến quyết định yêu cầu Đế Thích là dùng phép làm cho cu tị sống lại. Còn mình thì sẵn sàng chết vĩnh viễn, không muốn và không thể nhập vào thân xác của bất kỳ ai nữa. Từ đây tác phẩm đã đi đến màn kết, làm cho chúng ta bất ngờ nhưng cũng rất thỏa mãn. Đó là chương 3 trả lại xác cho anh hàng thịt, chấp nhận cái chết để linh hồn được trong sạch và hóa thân vào các sự vật thân thương, tồn tại vĩnh viễn bên cạnh những người thân yêu của mình. Như vậy, cái kết ấy đã để lại cho chúng ta bài học, cuộc sống lại tuần hoàn theo quy luật muôn đời, cái thiện, cái đẹp và sự sống đích thực đã chiến thắng. Ở đây, trong phần cuối, phần kết, ta thấy tác giả đã xây dựng hình ảnh của chương 3 vẫn ở ngay bên cạnh người thân. Nó thể hiện qua lời chương 3. Tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây,
ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, con dao bà dạy cỏ. Không phải mượn thân ai cả, tôi vẫn ở đây, trong vườn cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc sống, trong mỗi trái cây cái gái nâng niu. Chương 3. Đã ra đi, đã thoát xác, nhưng thực ra đó là sự ra đi bất tử khi nó vẫn gắn liền với cả cuộc sống của người thân. Và tác phẩm còn khép lại trong lời của cái gái. Hình ảnh của cái gái vui vẻ khoe cái cây mà ông nó đã từng trồng với cả cu tị làm cho chúng ta thấy vô cùng vui sướng, bởi vì thế hệ trẻ, bởi vì những đứa bé được hưởng một đời sống sung sướng, nó được sống là chính nó. Cái gái đã từng nói, cho nó mọc thành cây mới, ông nội tớ bảo vậy, nhưng cây sẽ nối nhau mà lớn khôn mãi mãi. Như vậy, ông nội mất đi, nhưng trong trái tim của cái gái, ông nội vẫn còn mãi. Ở phần cuối, ngôn ngữ nhân vật thật nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu chất trữ tình, đằm thắm, bay bổng. Và nó gợi cho chúng ta một dư vị như là khúc vĩ thanh khép lại tác phẩm. Tác phẩm gọi là bi kịch, nhưng cái kết thì không bi chút nào cả. Sự ra đi ấy lại là sự ra đi bất tử. Từ đây thì chúng ta kết luận lại, màn kết có một chất thơ sâu lắng, đem lại âm hưởng thanh thoát cho một bi kịch lạc quan, đồng thời truyền đi thông điệp về sự chiến thắng của cái thiện, cái đẹp và sự sống đích thực. Từ đây chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng, ba la mã tổng kết. Về mặt nội dung, chúng ta rút ra những nhận xét lớn như sau. Qua đoạn trích vở kịch Hồn chương 3 Ra hàng thịt, Lưu Quang Vũ muốn gửi tới người đọc thông điệp được sống làm người quý giá thật, nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn những giá trị mình vốn có và theo đuổi còn quý giá hơn rất nhiều. Sự sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người phải luôn luôn biết đấu tranh với những nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại cái dung tục để hoàn thiện nhân cách và vươn tới những giá trị tinh thần cao quý. Về mặt nghệ thuật thì có rất nhiều điểm, nhưng chúng ta sẽ chỉ ra những nét đặc sắc nhất. Đầu tiên là sự sáng tạo từ cốt truyện dân gian. Ở đây cũng có một cốt truyện dân gian về Hồn chương 3 Ra hàng thịt. Tuy nhiên thì tác giả Lưu Quang Vũ đã mượn cốt truyện đó và sáng tác thêm phần cuối. Phần cuối mới gọi là phần mà đem lại cho chúng ta nhiều dư vị, nhiều ý nghĩa nhất. Thứ hai là việc sử dụng ngôn ngữ kịch ở đây. Từ cốt truyện dân gian ấy, tác giả đã sử dụng ngôn ngữ kịch với cái phần miêu tả được tâm trạng nhân vật này, thúc đẩy các mâu thuẫn lên cao, để lại cho chúng ta nhiều dư vị. Tiếp theo là tác phẩm đã có sự kết hợp giữa tính hiện đại và các giá trị truyền thống. Tính hiện đại ở đây chính là nói về các vấn đề thời sự đang nóng bỏng trong thời kỳ bấy giờ. Ví dụ như là sự quan liêu bao cấp, ví dụ như là có một số người sống giả dối, nhưng đồng thời kết hợp được với các giá trị truyền thống. Ví dụ là tình cảm gia đình, ví dụ như là tình cảm vợ chồng, vân vân. Đó là các giá trị mà chúng ta vẫn đề cao từ trước đến nay. Và đồng thời, tác phẩm còn có sự kết hợp giữa sự phê phán mạnh mẽ, quyết liệt và chất trữ tình đằm thắm bay bổng. Nó tạo lên một cái phong cách riêng trong tác phẩm của Lưu Quang Vũ. Bao giờ ông đề cập đến những vấn đề căng thẳng, nóng bỏng. Thế nhưng, cái kết thì cũng để lại cho chúng ta thấy một chất trữ tình, gợi cho chúng ta sự tin tưởng vào trong tương lai. Từ đây chúng ta sẽ đến phần cuối cùng luyện tập. Cô có một câu hỏi muốn đặt ra cho chúng ta. Một trong những bài học mà chúng ta rút ra qua đoạn trích Hồn chương 3 Ra hàng thịt là gì? A. Cần phải ý thức sâu sắc giá trị phần xác, vì phần xác sẽ giúp con người tồn tại để hưởng thụ tất cả những giá trị cuộc đời ban tặng. B. Cần phải ý thức sâu sắc giá trị phần hồn, vì phần hồn sẽ giúp con người sống thanh cao, trong sáng, đẹp đẽ và chiến thắng những nghịch cảnh éo le. C. Cần phải ý thức sâu sắc giá trị sự sống, sống đúng là mình, trọn vẹn với những giá trị mình vốn có và luôn tự mình đấu tranh với những nghịch cảnh để hoàn thiện vươn tới những giá trị tinh thần cao quý. Ở đây đáp án chính xác là đáp án C.
Đây chính là bài học sâu sắc nhất. Tuy nhiên thì chúng ta thấy vẫn có những bài học nhỏ. Bài học nhỏ ấy chính là chúng ta vẫn phải trân trọng cả phần xác và phần hồn. Chúng ta không nên buông lỏng, buông thả một trong hai cái. Nếu mà chỉ lãng quên một trong hai cái là cuộc đời của chúng ta sẽ mất đi rất nhiều phần mà chúng ta cần phải phát huy, cần phải nâng niu. Đồng thời chúng ta thử suy nghĩ một câu hỏi sau. Giả định Đế Thích cho Chương Ba được quyền sống. Ở đây không phải mượn trong xác hàng thịt mà hồn Chương Ba, hoặc là hồn Chương Ba nhập vào xác Cu Tị. Thì theo em, cuộc sống của Chương Ba sau đó sẽ như thế nào? Chúng ta hãy trình bày ý tưởng về những rắc rối sẽ xảy ra tiếp theo và viết một lớp bi kịch ngắn về điều đó. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ tác phẩm Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt. Trong đó thì chúng ta đi sâu vào trích đoạn trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Từ đây thì chúng ta càng thấy rõ hơn nét đặc sắc trong kịch của Lưu Quang Vũ. Quả thực kịch của Lưu Quang Vũ không những đem hơi thở tơi rói của xã hội vào từng phân cảnh, mà người xem còn tìm ra ở đây chất sáng tạo đương đại trên từng vai diễn cũng như trong cách dàn dựng sân khấu. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu toàn bộ tác phẩm. Cô mong là chúng ta sẽ rút ra những bài học sâu sắc từ tác phẩm này và các thầy giáo, cô giáo sẽ có những kiến thức để giảng dạy lại cho học sinh tìm hiểu về nét đẹp của kịch Lưu Quang Vũ. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng các em học sinh